phía trên này bị bắn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đông quá vậy. Nổ đi, nổ đi. Ủa, sao con lại sao đông đồ? Đừng vô mà. Sammy à, Sammy biết không? Dạo gần đây á, tôi thấy có một cái tựa game gì mà cái gì mà Blend of Zombie á, Sam biết game đó không? Không. Cái game nó nổi tiếng vậy mà sao mà không biết? Trời ơi, hoa quả nổi giận. Đúng đó. Rồi, hoa quả nổi giận. Nói chung là một cái trò chơi gọi là đặt mấy cái trái hoa quả cho đánh nhau với mấy con zombie á, bạn hiểu không? Đấy. Thì hả? Con gì? Mình chơi hoa quả nổi giận, con này là con gì? Đầu mập mũi nổi giận nè, nói nha. Rồi ok, nói chung là ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với Sammy, bọn tôi sẽ đến một cái trò chơi có tên là Blend of Zombie. Thì chắc cái trò này các bạn cũng biết rồi, nhưng mà phiên bản là chúng ta có thể nâng cấp được những cái loại hoa quả chúng ta lên VIP, Pro VIP luôn nha các bạn nha. Ok, phối được cái kìa đúng không? Đúng rồi, mình có thể phối giống cho cây để cây tạo được những cái loại cây mới hơi bị xịn luôn đó. Rồi ok, vào game nha các bạn ơi, let's go. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với level đầu tiên. Thông cảm cho mình xíu nha các bạn. Game này thì là chữ tiếng Trung Quốc nha các bạn. Đấy ok. Chúng ta sẽ chọn hai cái loại cây đầu tiên là cây súng này đi. Rồi. Cây vô nè. Cây gì ta? Cây hướng dương à, để ra mặt ra năng lượng đi mua đồ. Đúng rồi. Đây cây hướng dương thì mình sẽ trồng để cho nó ra được thêm năng lượng để mình mua đồ. Còn cây này mình sẽ trồng để cho nó bắn. Đó, nói chung sao là sao không bảo vệ cái cây gọi là hướng dương? Hả? Mình đặt ở đây được mà. Tại con zombie đầu tiên là nó đi đường ở giữa, cho nên mình phải để cây súng ở đây bà nội. Đúng mà. Ủa sao nó không đi đường ở giữa ta? Đi đâu tùy nó chứ. Sao không biết được? Thì bây giờ mình mới trồng nè. Đó bây giờ mình mới trồng nè. Ai dân chơi Plan of Zombie nhìn thấy khó chịu ngang vậy. Ông phải bảo vệ cái cây chứ. Ủa mắc cái gì phải bảo vệ cái cây? Trời ơi, đúng khó chịu. Mắc cái gì phải bảo vệ cái cây? Mình bảo vệ làm gì trong khi mình có thể nâng cái cây làm hai cây luôn. Đó, xịn chưa? Hai cái cây có thể góp lại thành một cây có hai hoa. Bạn có nghĩa là mình sẽ nhận được gấp đôi gọi là mặt trời luôn. Wow. Xịn ma, xịn ma. Đây đây có thêm con bên dưới nè để đặt thêm cây cây bên dưới nữa. Trời ơi, độc lạ bình dương. Ê, má, mình nâng lên 3 được không ta? Không biết, không được. Được không? Không được, được nè, nhưng mà mình kết hợp với cây được không? Ô! Được luôn nè các bạn. Ui. Ui, bắn ra vẫn thu thập vô, bắn ra thu thập vô như nè. Bắn nè. Gì? Ui, bắn được cái ngôi thu thập vô nè. U, là có thiệt, có nghĩa là bây giờ nó không bắn viên đạn thường mà nó bắn mặt trời các bạn ơi, nó bay nè, thấy không? Ui. Xịn xịn, mình sẽ nâng cấp cho mấy con này luôn. Đó. Ôi. Rồi, đây là để một con ở đây để cho em nó bắn đi. Nâng cấp hai con giống nhau đi. Từ 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 để xíu, có một con nó sắp tiến vô gần rồi nè mà Phong chưa có hoa nè. Đây, đặt thêm bông hoa ra đây. Đấy. Nói chung là level 1 thì nó khá là dễ các bạn. Nói chung là nó khá là dễ, cũng không nhưng có gì khó hay, lắm. Nhưng mà hay. Ui. Trời ơi, bây giờ nó mới đông nè. Mới vừa nói dễ cái bây giờ nó ra đông quá trời đông luôn mấy ní. Rồi, phối giống vô hai ông này giống nhau đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai cây nhập lại thành một coi được không? Ui, hai cây nhập thành một thì sao? À, bắn nhanh hơn. Bắn hai viên cùng một lúc. Ồ. Mình sẽ cho phối giống cho mấy cái cây này của mình mạnh xíu. Bông hoa. Ồ. Không chỉ có thể phối hai cây mà phối được ba cây lẫy nhau luôn. Vậy bây giờ nó bắn một lần như đây đạn luôn hả? Xịn đi. Nó phối đạn lại hay ghê ha. Rồi, ở trên đây đang thiếu súng nè, Phong trên đây đang có hai con nè, Phong sẽ đặt thêm. Em như con rồng á, thật ra nhưng mà bây giờ nó coi ghép thành ba cây, mình có ghép thêm hoa hướng dương chưa được không ta? Không được, nó chỉ phối được. Không được, không được. Phối được kiểu cùng nhạc rồi thôi. Rồi, nói chung là xịn nha các bạn nha, nói chung là game này xịn đó nha. Hay. Ok, nói chung là hiện tại chúng ta đã tìm được ba loại cây giống mới nha các bạn. Đó chính là cây súng hoa hướng dương, nó bắn được cả đạn hướng dương luôn. Và có thêm súng hai đầu. Và súng tiếp theo nữa là hoa hướng dương hai đầu. Nói chung là được ba loại rồi đó. Ok, hay á, nhìn độc lạ bình dương rồi đó. Bây giờ hiện tại là mình chỉ mới có được hoa hướng dương với lại cây hoa súng xanh này thôi, cho nên là chưa có giống nào mới hết, cho nên là chúng ta sẽ phối tiếp nha. Sắp đến boss rồi kìa, sắp đến boss rồi kìa, nhanh kìa. Hiện tại mấy con boss này làm được gì? Quầy, tính ra là mấy cái hoa hướng dương này nó mọc ra được gọi là mặt trời nhanh ghê luôn các bạn. Nó mọc nhanh ghê luôn á. Có cái hay là tự thu luôn. Thường chơi game thường phải thu đó phải không? Ờ, chơi game bình thường mình phải tự lụm, còn bây giờ là mặt trời nó sẽ tự lụm cho mình luôn. Hay. Nói chung là mới màn đầu tiên vẫn chưa có gì đáng sợ lắm hả? Cái gì đây? Sao chữ Trung Quốc hiện lên không hiểu cái gì vậy? Là boss hả? Chùm boss hả? Đó, đây rồi, boss nè. Rồi, boss xuất hiện rồi, boss xuất hiện rồi. Ơ từ nãy giờ tôi quên tôi không trồng cây, trời ơi. Không có trồng, nãy tôi nói rồi, không chịu trồng. Không sao, mấy con zombie này bình thường, cái gì đâu mà sao phải sợ gì? Đây nè, trời ơi. Cái cây này có một cái không bắn đâu. Trời ơi. Từ từ, bình tĩnh. Thêm một cây súng ở giữa nữa. Trời, tôi thấy ở giữa nó hơi đông nè các bạn. Nó không có chịu đâu. Oh no, có một cây ở giữa bị ăn rồi. No, nâng cấp lên. No, tôi phải nạp thêm súng. No, bọn nó ăn nhanh quá bạn ơi. No, không sao, mình hình như mình vẫn còn có cái xe đây. Nó đúng thể rồi, ủi mấy con này được. Không sao. Chưa? Mày đó. Chưa, không có chịu tìm hiểu. Oh no, ở phía trên cũng bị ăn luôn rồi kìa. Trời ơi. Nhưng mà cái xe này đẩy được mấy con, đẩy được hết đúng không? Mày quá, đẩy được hết luôn. Mày quá. Trời ơi, thấy không? Ẩu rồi, thấy không? Tôi ẩu rồi, thấy không? Trời ơi, ẩu quá. Thì luôn, nhìn thấy ghét không? Xém thua rồi đó. Xém hoa đằng trước, cái bông hoa bắn kìa, nhìn khó chịu không? Rồi,
Chúng ta đã được qua level 1. Quá đơn giản cái phòng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với level 2. Level 2 thì chúng ta đã có thêm được trái cherry nổ tung nha các bạn. Đấy. Ê, có yêu quái mới kìa. Quái mới đâu? Trời, yêu quái này mới gì? Mạnh lắm. Con này nó chỉ đổi có mỗi cái cục này trên đầu thôi, có gì đâu mạnh. Mạnh lắm, nó mạnh lắm. Không, nó không mạnh đâu, tại Sam yếu á, tại Sam gà. Bỏ bông hoa đằng sau, bỏ bông hoa đằng đó. Rồi, bỏ bông hoa đằng sau đúng không? Đúng rồi. Chơi mà game mà khó chịu vô cùng. Rồi, mình sẽ đặt thử một con gọi là cherry ra thử nha bạn nha. Xa mình xa sẽ để đi, test thử đi nha. Mình sẽ để cherry ở đây để test coi cherry nó sẽ là cái gì. Nó là nổ các bạn, nó tự nổ, nó ok luôn, luôn. Ê, cái trộn vía của giờ đặt cái rau của ấy luôn. Rồi bây giờ thì chiến thuật của mình sẽ như thế này nha bạn. Mình sẽ trồng một hàng hoa hướng dương đằng sau này. Còn phía trước mình sẽ để một hàng súng. Đúng đi. Đúng rồi, bảo vệ hoa. Rồi để thêm cây súng đó nè. Ba cây nè. Rồi dưới kia. Thêm một cây hoa hướng dương nữa nè, đấy. Dưới kia. Dưới này bắn hơi mạnh nha, tí nâng cấp cho nó đi. Rồi hiện tại bây giờ chúng ta đã có được 5 cây súng rồi các bạn. Giờ là an toàn rồi nè. Ui mà khoan từ, sao con bên dưới này bắn hoài không được vậy? Nâng cấp đi. Chưa đủ nâng cấp. Phải thêm một mặt trời nữa. Trời ơi. No, đừng ăn cây của tôi mà. Đừng, trời ơi, mất cái cây rồi. Thấy chưa? Ui, bắt đầu thấy game nó khó rồi nha mini. Rồi xong luôn. Trua rồi, chịu rồi. Mới vô cái là mất cái hàng dưới cuối luôn rồi. Trời ơi. Thôi không sao, bình thường. Game vậy nó mới khó, nó mới căng thẳng, mấy bạn hiểu không? Trời ơi. Ủa mà sao con trên đây bắn hoài không chết vậy? Ôi no, sao tôi thấy là tôi càng lúc tôi càng dễ thua nha Sam. Luôn, ông này chơi đúng gà luôn á bạn. Trời ơi, thì bình tĩnh, từ từ, người ta mới chơi mà. Rồi từ từ bình tĩnh, mình tôi cũng phải chờ cho mấy cây hoa nó hồi cái đã chứ bà nội. Rồi dưới kia, thua kìa. Sammy cứ bình tĩnh, Sammy cái gì mà Sammy hấp tấp quá à, Sammy bình tĩnh. Thua rồi kìa, hấp tấp cái gì? Bình tĩnh, chưa đủ sao ấy được nè, đó giờ mới đủ nè, rồi xong rồi, chắc thua luôn rồi. Thêm cái hoa hướng dương vô. No! Bắn đi. Để đằng sau không có được. Chỉ để hoa đằng trước thôi, đâu để phía trước, phía đằng sau này được. Mới level 2 thôi, ông này hay quái bạn ơi. Ủa sao mới có level 2 mà tôi thua rồi các bạn? Level 2 mà thua rồi, đây, xích ra. Rồi ok, để Sam chơi coi sao. Trời ơi. Rồi, để coi Sam chơi sao nha, Sam kêu Phong chơi gà đúng không? Hay đúng không? Ừ, để coi Sam chơi sao nè. Mình phải biết tiết kiệm chứ trời. Rồi sao nữa? Đợi nó từ từ, bình tĩnh, mình phải chơi. À là bây giờ Sammy để con zombie nó ra đường nào là Sammy mới đặt cái súng đường đó đúng không? Phải tiết kiệm chứ trời. À ok, cũng thông minh đó. Sammy nên đặt thêm súng đi kìa, tại vì cái súng này phải chờ thời gian nó hồi đó, chứ không phải là hồi tiền không đâu. Rồi. Phải đặt thêm súng nhiều vô. Đúng rồi, hoa hướng dương kìa, đặt đi, cứ có thì đặt thôi, đặt để cho nó hồi được mặt trời nhanh. Đó đúng rồi. Rồi đặt thêm cái súng nữa, đúng rồi. Đó. Rồi đặt thêm cái hoa hướng dương nữa. Trời ơi, từ nãy giờ mới lai tạo được đúng gọi là ba cái cây. Ê à, tôi thấy Sammy có vẻ gọi là sắp xếp ổn hơn tôi nữa bạn. Từ nãy giờ tôi thấy mấy con kia nó bị bắn liên tục nè. Chứ tôi thấy là tôi cũng hơi xếp hơi ẩu các bạn. Gà bắp vậy chứ. Gà bắp gì mới chơi mà. Trời ơi. Kìa có con bên dưới, sao Sam nâng cho con nó lên thành hai hoa luôn. Đó đúng rồi. Thấy chưa? Rồi nâng cái súng kìa. Súng nào? Nâng cái súng này cho nó thành ba đầu luôn đi, thành hai đầu luôn đi. Rồi, đúng rồi. Okay. Đó. Rồi thêm hoa hướng dương kìa. Đặt nhanh lên Sam. Trời ơi Sam chậm quá. Từ. Có chiến thuật đàng hoàng ấy không? À chiến thuật đàng hoàng luôn hả? Rồi bây giờ zombie nó mới ra đông nè Sam ơi. Từ nãy đến giờ là Sammy chỉ đen gọi là đấu với mấy con nhẹ nhẹ thôi, bây giờ nó mới ra đông nè. Để coi Sam làm gì. Để tôi coi mấy con này làm gì giật tôi. À để coi nhá, để coi Sam thử. Sam vừa coi được mày hai nha. Kìa, cái trên cái đường hai nó có hai con zombie đi lận kìa. Trời ơi, thấy không? Không nhắc là thua rồi đó. Ông sợ. Sợ. Tại da đạn bắn liên tục luôn ta. Đỉnh quá ta. Ê chưa. Ê chưa hả? Sao cái ta đỉnh chưa? Ờ, Sammy đỉnh mà. Ê mà phải tiết kiệm vậy chứ mấy bạn. Okay, ai đặt tàu lao chứ ổng. Em là nâng được nước. Rồi, đông mày kìa. Rồi đây. Đông mày kìa, bắt đầu đông mày kìa. Không sợ bạn ơi. Không sợ luôn hả? Người ta mạnh, người ta không có sợ. Ơi Sam, có cái trái cherry bà lấy bà đặt chưa, vô cây súng đó coi. Chưa. Không, ý là Sam thử bỏ trái cherry vô cây súng coi nó có ra được gì không. Súng này là súng cherry. Ủa nó bắn gì? Nó bắn trái tim kìa Sam. Bắn trái tim kìa. Đã quá vậy. Dạ, vậy là chúng ta đã lai tạo được thêm một cây mới nữa nha các bạn nha. Ồ, hợp lý. Wow, nhưng mà cái viên đạn này nó có mạnh hơn không? Hay là nó chỉ đơn giản là nó có hình trái tim thôi? Mạnh hơn, chứ bắt buộc luôn. Rồi, boss tới nè, boss tới nè. Bây giờ mới đáng sợ nè. Ôi, đông nha Sam ơi, cái này hơi bị đông nha. Đông quá nè. Từ. Thấy là hơi đông đó, đây, liệu rằng sao mình có làm được không đây? Đây, để tôi. Chuyện gì khó để Sam lo. Ôi, Sam ơi, có vẻ mà nó vào hơi đông Sam ơi. Có không vẻ sao. Hơi bị thất thủ quá nha, không sao hả? Ôi, Sam làm gì đây? Ui, thông minh, boom.
Ủa sao ba không để ở giữa nè cho nó nổ nguyên đám luôn? Có đâu. Được mà, ba để vô giữa là nó nổ nguyên đám luôn á, ba để trước mặt làm gì? Rồi tiếp. Ui, phía trên kìa Sam. Oh no, oh no. Ôi nó thấy chưa, cái hàng đầu tiên là thất thủ rồi đó, thấy chưa? Oh my god, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi, không sao không sao, sao mình còn mà. cái xe. Cái xe. Bà cố chấp quá vậy? Cho nó cắn. Ờ, yeah, thắng rồi. Thắng không? Thắng rồi. Thắng hả? Yeah. À, thắng đâu. Ghê. Tính toán cho tôi mới thắng. Ok, vậy là chúng ta có thể thấy được Sammy đã chiến thắng màn 2 và Sam đã lai tạo được một giống cây mới nha các bạn nha. Đó là giống gì vậy ta? Mình gọi nó là súng bắn trái tim đi. Súng bắn trái tim á. Trái tim đó. Bắn trái tim. Đúng rồi, cái này bắn trái tim. Ôi, tiếp theo chúng ta sẽ được cái gì đây? Củ khoai tây hả? Không, quả ốc chó. Quả ốc chó hả? Tôi đúng tưởng rồi. Cái này là củ khoai tây chứ. Trước hồi nhỏ tôi từng nói cục đá phải không? Rồi, bây giờ tới lượt tôi nè. Hồi nãy là Sammy thể hiện rồi, bây giờ tới lượt mình nha các bạn nha. Để khó hơn đó. Một lần nữa nha các bạn. Mình chơi một lần là mình win luôn. Trước rồi. Tiên thì mình sẽ trồng mấy cây hướng dương ra trước tiên. Xong rồi tí nữa đợi người ta ra rồi. Rồi, con zombie rồi. Đầu tiên đã xuất hiện rồi. Nó ở đây đúng không? Mình sẽ đặt cái súng ở đây. Đó, cho nó bắn. Bây giờ ví dụ như cái cây kết hợp với cái quả ốc chó thì nó sẽ ra gì ta? Nó cứng như cục đá. Không biết nữa. Hay là nó bắn ra quả ốc chó luôn ta. Để thử nha bạn, thử nha. Vô nè. Ôi nó bắn. Nó bắn ra cái hạt nó lăn nè sao? Nặng zombie ra trời ơi. Tôi lo tôi ngồi tôi cười quá tôi không để ý zombie với bạn ơi. Oh no. Không sao. Mấy con zombie đầu này chỉ là mấy con zombie bình thường thôi, nó không có mặc giáp hay gì hết nên là bình thường các bạn. Không sao hết. Ủa sao? Ok. Ồ may quá nó đụng cái đầu tôi tưởng thua rồi chứ. Ê, dưới này mạnh nha. Ê. Ơi chết, tôi lỡ trồng cái cây ở đây rồi. Không sao, mình có cái sạn, mình có thể tháo ra được. Không sao. Ê, dưới này khó nè. Rồi, đây. Lắp cho nó thêm quả ốc chó vô nữa cho nó mạnh. Không, tôi sẽ để một quả ốc chó phía trước đi để chặn đường mấy con zombie nó tới. Nguy hiểm lắm mấy bạn. Cái gì vậy? Ê, sao cứ đặt nhầm vô đây rồi vậy? Thảo. Đặt nhầm. Ê, mốc nó bị tốn tiền á, nó không có hồi tiền. Tôi biết mà, nhưng mà tôi đặt nhầm sao ơi. Cái gì vậy à? Từ, trên đây có một con nó đang di chuyển nè, phải bắn con này trước chứ. Bắn đi. Rồi, đúng rồi, nó rơi cái đầu rồi, may quá, nó rơi cái đầu rồi. Rồi, đây kìa. Oh no, mấy con này nó hồi thời gian lâu quá bạn ơi. Đây thêm một củ khoai tây nữa nè. Phải đặt một hàng khoai tây ở đây để chặn đường nha bạn. Thôi tôi gọi nó là củ khoai tây, tôi thích gọi nó là củ khoai tây. Mấy bạn nhìn cái cục này giống củ khoai tây á bạn. Tôi thấy nó giống khoai tây á. Chứ nó đâu có giống quả ốc chó đâu. Ôi, mũ sắt kìa, vậy tôi không biết con. Ồ, ở bên dưới này có một con zombie đội mũ sắt. Ôi da. Cấp 3 luôn, sợ gì. Mũ sắt này hơi mệt nha. Giờ mình sẽ để một con gọi là hai nòng ở đây để bắn con mũ sắt này. Con mũ sắt này là phải cần có con hai nòng mới bắn lại bạn ơi. Đúng rồi. Rồi, nâng cấp thêm hỏa hướng dương nè. Thêm một củ khoai tây vào đây nữa. Mấy củ khoai tây này tôi nghĩ là nên đặt ở ngoài phải không? Đặt ngoài chặn lại. Đó, sao thấy không? Phong là bây giờ là Phong có nguyên một cái khu vườn hoa hướng dương tha hồ lụm gọi là hoa hướng dương luôn nè, thấy không? Ô, mình có thể góp thêm một con nữa là bây giờ nó thành một cây súng đại liên luôn. Wow. Hay. Vậy là chúng ta vừa mới lai tạo được thêm một giống cây mới bạn ơi, quá ngon. Ây da, ở trên đây có một con đội mũ sắt nhưng mà ở trên đây chỉ có một cây súng thôi. No, tôi phải nâng cấp nó lên. Cho tôi củ khoai tây đi, tôi chặn cái con đầu ở trên đây, con này nó đội mũ sắt nè, trời ơi. Cho tôi một củ khoai tây đi. Củ khoai tây lâu hồi quá vậy. Củ khoai tây. Đặt ra. Trời ơi, may quá, chặn nó kịp rồi, trời ơi. May quá, con này cắn ghê lắm mày. Nó ăn củ khoai tây này cũng hơi lâu quá cho nên không sao đâu. Bắt đầu mấy con mũ sắt nó xuất hiện nhiều hơn nữa bạn, bạn nhìn nè, thấy không? Quá trời mũ sắt luôn, toàn là mũ sắt thôi. Chết rồi, bây giờ tôi hết chỗ trồng hoa hướng dương rồi. Tôi thấy hoa hướng dương cũng nhiều ha, bây giờ mình tôi nghĩ là tôi chỉ cần nâng cấp cho mấy con này thôi. Rồi, bắt đầu đông rồi đó. Ui, mình có thể lai tạo được quả cherry vô cái súng này luôn nè, thử nha. Wow! Là nó thành một cây đại liên bắn được 3-4 viên hình trái tim. Wow! Hay quá. Quá mạnh. Nhìn chót nha. Thế sao gộp vô đây không có nồi. Ơi, mà nó xuất hiện đông hơn kìa, Ôi, nguy hiểm quá. Không sao, tôi sẽ bổ sung thêm mấy củ khoai tây ở phía trước để làm hàng phòng ngự các bạn. Đó, chỉ cần có khoai tây thôi là chúng ta sẽ an toàn. Tại vì củ khoai tây nó chống chịu mạnh lắm mấy bạn, chứ nó không yếu đâu. Cho tụi bay một cây hoa hướng dương cho tụi bay ăn nè. Đó, tặng nó cây hoa hướng dương luôn, hiểu không? Đó, tặng nó cây hoa hướng dương cho nó ăn luôn nè. Ê, dưới thất thủ kìa, dưới kìa. À, ổn, cũng ổn. Rồi, trời ơi, sao thua được các bạn. 6 năm này bắn đã ghê ha. Bắn nó không có bị gì hết trơn. Đúng rồi, mấy cái súng 6 nòng này bắn hơi bị nhanh luôn đó. Đây, mình sẽ lắp cho quả súng 6 nòng trên đây nữa. Wow, đó. Bắn tim. Đó. Quá mạnh. Quá à. Sao thua được? Thôi. Rồi, win luôn rồi đó. Trời ơi. Game là dễ bạn ơi. Hai giống mới nha bạn ơi. Hôm nay chúng ta đã like được thêm hai giống mới nữa nha. Ồ là tổng cộng nãy giờ mình like được bao nhiêu giống rồi? Nhiều á. Ồ chắc phải 5-6 giống luôn các bạn. Trời ơi, ok rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, cũng là trận đấu cuối cùng nha bạn nha. Nói chung là mỗi tập thì mình sẽ chơi vài trận để tìm ra được cái giống cây mới thôi. Đó, đúng để rồi. Coi trận tiếp theo chúng ta sẽ được cái gì đây. Ồ,
Trận này chúng ta sẽ có một con zombie cầm giáo nha. Con này khó chịu nè. Nhưng mà sao không có cây nào mới vậy? Chắc là bắt mình phải like á. Chắc là bây giờ mình phải chơi tiếp mấy bạn ơi, chứ nó chưa cho cây mới rồi. Không sao, không sao. Nè, cái con kia khó chịu nha, nó nhảy được không? Ủa cái gì vậy? Cái ngón tay bên kia là cái gì vậy? Cái này là để dịch mình chuyển áo được. Mình dịch chuyển được. Ok, mình sẽ không lo là bị được. Không lo là mình đặt sai chỗ nữa. Ok. Ví dụ con kia sắp ăn cái món này mình dịch được. Đây, mình sẽ để ở phía trước đây một củ khoai tây, để đây cây súng để nó bắn hoa hướng dương. Đó. Ôi, mình có thể lai tạo cái quả này chung với cái hoa hướng dương không ta? Ô, nó biến mất luôn rồi. Trời ơi, tôi tưởng nó lai tạo được. Ai về không được các bạn ơi. Kết thúc rồi, xong. Thất thủ quá trên. Sao, bình thường Sammy chưa gì. Sammy để sợ nữa Sam. Sợ chứ, mất 5.5 rồi. Nếu như Sammy sợ thì chúng ta chỉ cần đặt thêm một củ khoai tây phía trên này để chặn đường nó lại là xong. Trời ơi, quá đơn giản. Rồi, zombie xuất hiện đông rồi nè. Đây, rồi, ở giữa này một con nè. Rồi. Ê, ở trên hơi đông nha, ở trên hơi bị ghê á. Ừ, ở trên có hai con đội mũ nè. Mình kết hợp gì đó đi. Nhưng mà bây giờ mình đang thiếu gọi là sao quá bạn ơi. Trời ơi, thiếu sao? Mặt trời chứ nhầm, thiếu mặt trời quá. Cho tôi thêm mặt trời đi. Trời ơi, tôi đang thiếu mặt trời quá, tôi cần nâng cấp súng. Đây, nâng cấp đặt trên nè, trên đi. Ôi giời. Rồi. Chặn nhanh. Các ông kia tới rồi, chặn đường lại bằng một củ khoai tây. Rồi. Nó sẽ nhảy qua củ khoai tây của bọn mình các bạn. Đó, biết ngay rồi. Cái con này nó vậy đó bạn. Bắn nổi không ta? Chở thêm một cây hoa hướng dương nữa đi, trời ơi. Bắn nổi không ta? Ui, bên dưới, trời ơi, bên dưới quanh đặt. No! Bên dưới có một con đang di chuyển tới. Trời ơi, no! Không ổn ơi. Cho tôi củ khoai tây. Ô, con phía trên này bị bắn chết rồi. Trời ơi, đông quá vậy? Nó kéo một đàn tới luôn vậy. Đặt gì? Đặt cái gì đây vậy? Từ mà đừng có làm tôi rối. Đặt kim kia chứ. Thôi, mình chấp nhận thua đàn này đi. Không sao. Khó. Nó nhảy qua kìa. Cay quá, trời ơi. Trời ơi, mày thấy không? Nó nhảy qua cái giờ nó ăn cái hoa hướng dương của mình cái là xong. Trời ơi. Dịch chuyển hoa hướng dương khác đi. Dịch chuyển hoa hướng dương khác đi. Dịch chuyển được không? Ờ, được nè. Được. Ờ, vậy đi cho đỡ mất. Thôi coi như mà mình chịu thêm một con đi, không sao. Ok, không sao, mình còn cái xe, mình vẫn còn cơ hội bạn ơi. Bây giờ mình chỉ cần tiêu diệt mấy con zombie còn lại thôi. Hay quá vậy. Wow, may quá. Cái xe nó chưa kịp đi qua luôn. Quá ngon. Ok, bây giờ mình cảm giác là nó an toàn hơn rồi đó. Trời ơi, nó xuất hiện nữa nè, đông quá vậy. Đông quá vậy, mấy ông có nội. Xì ba mấy fan, trời ơi. Đây còn có người luôn nè, đây có cái gì bắn luôn nè. Đây, bây giờ mới để dễ vô thua, nè. Dễ thua quá ta. Sao tôi thấy có mùi thua quá ta. Đây, đó, đập okay, thêm okay. Khoai tây vô. Ở bên dưới nè. Được, bên dưới được. Cái con này lắp thêm đi, đó, ở bên dưới cho nó bắn. Không lắp ở đây, sắp đi rồi nè. Có sao đâu Sam, mình cần đúng không thì mình tháo cái này mình gắn lên đây đó. Xong. Hay. Thông minh mà mấy bạn đấy, trời ơi. Rồi, lắp sau kìa. Trời ơi, còn nhiều quá. Dịch trang đi kìa, mất kìa. No, dịch chuyển đang sau lưng. Rồi, tôi phải sử dụng đến cục nổ để đâu vậy ta? Để đây đi. Đây hả? Để đi. Nguy hiểm lắm Sam ơi, nguy hiểm lắm, mình phải cho nó nổ đi. Rồi ok. Rồi. Đặt thêm khoai tây ra nè. Rồi, nâng cấp mấy khẩu súng nè. Rồi. Nói chung là đầu trận thì hơi ôi, đây mỏng quá nè, đây rồi. Ở đây hơi mỏng nè, đây hơi mỏng nha. Đặt đá vô kìa. Đầu trận thì hơi thọt nhưng mà cuối trận thì có vẻ vẫn trời ổn nha các bạn. Trời ơi là trời, cái gì mà đông dữ vậy trời. Trời ơi. Từ từ sao bình tĩnh, không đang cố đây. No. Nhảy qua kìa. Chặn đá vô. Ôi may quá, chàng cũng phải tay vô kịp ơi. May quá. Ê, nó có 2 level luôn má ơi. No. Chuyển cái súng sao đi. Không sao. Đây. Không có quá nổ. Cái nổ. Bùm, may quá. Trời ơi, không sao, bình tĩnh. Ôi, bên dưới kìa. Chuyển của cái tay xuống bên dưới đó. Hàng bên dưới của tôi. Trời ơi, cái hàng trời, hàng phía trên nữa. Trời ơi, nhiều quá. Bây giờ làm sao đây? Lộn xộn dễ sợ luôn các bạn. Bây giờ làm sao đây? Sao ơi? Thôi thua đi cho rồi, tôi thấy không còn cái gì nè. Nó vô tận nhà rồi kìa. No, đừng vô nhà tôi, đặt thêm cây ra. Mình đang cố gắng níu kéo nó lại đó. Đặt theo cây ra. Đợi, đặt chiếc bom. Chiếc bom, nổ đi. Ủa, sao con đằng sau đâu nổ. No, đừng đi vô mà zombie ơi, đừng vô mà. Thề luôn, này chơi lộn xộn kinh khủng luôn á. Trời ơi, trận này khó quá. Không sao. Làm lại lần nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chơi an toàn hơn. Khó quá, nãy mình chơi ẩu quá. Rồi con zombie đầu tiên đã xuất hiện ở bên dưới đúng không? Rồi đặt cái súng ra. Đấy, ok, đặt thêm củ khoai tây để cho nó chặn đường cho chắc ăn. Rồi đấy. Vâng, và con đầu tiên đã xuất hiện rồi đây.
đặt tạm cái hướng dương cho nó nhảy qua đi. Rồi, sau đó mình tháo cái hướng dương bỏ đằng sau. Đấy. Dịch nó, dịch cái con kia đằng sau, dịch cái con kia đi đằng sau. Bỏ củ khoai tây vô là được. Đó, trời ơi. Rồi ok bạn, trận này có vẻ là tôi sắp xếp nó có vẻ là nó ổn hơn xíu, nhưng mà bây giờ mà nó xuất hiện đông quá bạn ơi. Phải cho nổ rồi. Nổ nè. Một phát một hết cái đám. Đấy, hợp lý. Được dạng. Trận này có vẻ ổn hơn trận trước rồi bạn ơi. Ok ok, thêm mấy củ khoai tây đi cho nó chắc ăn. Hàng nào ít người quá, hàng nào nhiều người quá thì cho thêm mấy củ khoai tây vô cho nó an toàn các bạn. Đấy. Rồi. Cố lên. Trên này nhìn thất thủ quá vậy. Ở phía trên nhìn có vẻ hơi khó nha. No, nó ăn mất một cây hoa hướng dương. Không sao, ở phía trên mình có thể chặn lại bằng mấy cây hướng dương tạm cũng được các bạn. Tạm thôi. Củ khoai tây chậm quá vậy. Củ khoai tây nhanh lên, củ khoai tây ơi. Củ khoai tây nè, mày quá, đặt củ khoai tây ra kịp rồi. Súng nè, trời ơi. Mà nó càng lúc càng đông mấy đấy ơi. Trời ơi, đông quá vậy. Bom nổ nè. Bum, mày quá, xử được một đám. Mày trời ơi, sao mà nó đông quá vậy. Củ khoai tây ơi, nhanh lên. Củ khoai tây hồi nhanh lên, củ khoai tây ơi. Trời ơi là trời. Rồi thêm củ khoai tây vô đây. Mày quá, đừng thua nha. Đến đoạn này rồi đừng thua nha. Ui, trận này là đến tận 2 lần boss lần Sam ơi. Đúng rồi. Wow, mấy củ khoai tây đang cố gắng lắm luôn sao. Rồi, bọn nó đến đông nè. Bây giờ cho nổ cái nữa nha. Nổ chỗ nào đông con đi, chỗ này đi. Rồi, chuẩn bị nè. Nổ. Bùm. Đấy, mất một hàng phía trên, ngon lành. Nhẹ nhàng hơn rồi đó. Trời ơi, bọn nó đông quá. Mấy cây súng hồi nhanh lên, mấy cây súng ơi. Mấy cây súng này hồi lâu quá bạn. Mấy cây súng này nó hồi lâu quá. Mình chưa kịp đặt mấy cây súng ra là mấy con zombie nó tới nơi luôn rồi. Đó. Trời ơi, bây giờ nó kéo gia đình dòng họ nó tới nữa nè bạn. Nó đến hơn nữa nè. Đó, mày quá, mấy củ khoai tây hồi rồi, mày quá. Đây. Rồi, nó đến đông nè, bây giờ cho nổ nha, nổ nè. Bùm. Một đám, quá đã. Rồi, còn một đám bên dưới, đông quá vậy. Trời ơi, đông quá. May mà mình có mấy củ khoai tây mình đặt ra các bạn, không thôi là không có mấy củ khoai tây là toang rồi đó. Trời ơi, tôi ghét mấy con mà nhảy, nó nhảy qua mấy bạn, nó nhảy qua một cái thôi là nó vượt được qua mấy cục khoai tây này, nó đánh mấy cây súng của bọn mình rồi. Đánh với mấy con này hơi khó nha. Đó, bây giờ mới boss cuối nè, từ nãy giờ là boss giả thôi. Trời ơi, gì nhiều thế? Gì mà nhiều thế? Từ từ thôi, cho tôi thở đã. Con trên kia kìa. Khoai tây. Trời ơi, đông quá. Nhảy dữ vậy? Không sao, màn này mình có mấy cái xe, mình vẫn còn giữ được mấy cái xe cho nên vẫn yên tâm được. Đây, nổ nè. Bùm. Rồi, bắn nó đi. Củ khoai tây, dịch chuyển củ khoai tây ra, đúng rồi, mày quá, quên. Dưới kia kìa. Ui, ở bên dưới có vẻ hơi thất thủ nha, mình cần một củ khoai tây bên dưới. Kìa, khoai tây rồi. Ơ. Củ khoai tây kìa. No, trời ơi. Không sao, mình còn cái xe, không sao. Không sao, mấy con zombie này thì mình vẫn còn cái xe, mình thắng rồi, không sao. Trời ơi, mới có màn 4 thôi mà nó đã khó như thế này rồi hả bạn? Đây nè, mấy cái xe cán đó, cái là xong nè, đó. Ok, yeah. Rồi, còn mấy con trên đây thì thôi, mình tháo bông hoa cho nó qua luôn đi. Rồi đó, xe cán của nó nữa cái là mình win luôn các bạn, đúng không? Đó, đơn giản. Phải nhờ xe mới thắng nổi nha. Nhanh xíu được không bạn ơi? Sao bạn đi chậm quá vậy? Chân nó bị bồng kiềng kìa, chân nó bị kiềng kiềng vậy đó kìa. Rồi, ủi, đó. Cái này mặc dù là hơi hẹn xíu nhưng mà thôi, thắng win là được rồi. Được rồi, đâu có cần gì đâu. Đúng rồi các bạn, đó. Ok, ui, màn sau chúng ta sẽ được thêm một cái này, hình như cái này mới đúng được của khoai tây nè. Coi. Đây, cái màn sau sẽ có những... Yêu quái mồng cây. Wow, ok, nói chung là trận này thì các bạn có thể thấy rằng là bọn mình đã lai tạo được rất là nhiều những cái giống cây mới rồi. Thì không biết rằng là sẽ còn những cái giống cây nào mà bọn mình chưa lai tạo nữa hay không. Ví dụ như là hình như là mình thấy là có thể kết hợp củ khoai tây với lại là cái bông hoa hướng dương lại với nhau được các bạn. Nhưng mà hồi nãy bọn mình chưa kết hợp, cho nên là một tí nữa bọn mình sẽ thử nó ở trong một tập sau nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Thì các bạn có thấy thích cái tựa game này hay không? Các bạn thấy cái tựa game Plants of Zombie này thế nào? Đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên là kéo xuống bên dưới, nhấn vào nút like video này. Và đừng quên là like ủng hộ cho Sammy và đăng ký kênh ủng hộ cho Sammy nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Trời, game này vui à.